Cô chào Yến Trang nhé. Cô và con sẽ nghe lại video bài học ngày hôm nay của con nhé. What is this? Is a school bag. What is this? Is a pencil. Con sẽ thêm từ không đọc là is a, is it a, mà sẽ đọc là is a. Mình sẽ phải có âm S, chữ S ở đằng sau từ it trong câu trả lời nhé, Yến Trang nha. What is this? It's a ruler. What is this? It's a... It's a... Scissors. Con chú ý cái từ scissors, nó có S tức là số nhiều rồi, mình không đọc là is, không đọc là is a, mà mình cũng không hỏi là what is this, bởi vì cái từ to be is chỉ đi cùng với các danh từ chỉ số ít thôi. Cái từ scissors này là số nhiều, nên mình sẽ hỏi là what are they? They are scissors. Chú ý nhá. Is this it a book? What? Mình không đọc là book, book, book. What is this? It's a book. This is a eraser. What is this? It's a crayon. Thế là crayon, crayon. Cái từ ruler mình sẽ chú ý cho cô nhé. Ở bài này Yến Trang sẽ có hai cái điểm lưu ý lớn cho cô này. Thứ nhất là phần đọc từ thì mình sẽ cần chú ý cô từ sau, từ scissors. Từ thứ hai là từ book. Từ thứ ba là từ crayon. Crayon. Cái điểm lưu ý thứ hai mình cần chú ý trong cái video bài học ngày hôm nay của con đó là phần thực hành mẫu câu hỏi. Thì ở phần câu hỏi mình sẽ đọc what is this, không đọc là what nhé. Tiếp này, từ is mình sẽ đọc nhẹ thôi, what is this, và nhấn mạnh vào cái từ đằng sau á, từ this. Tiếp là trả lời is thì phải có từ có chữ s ở đằng sau, bởi vì nó là viết tắt của to be is. Vậy thì mình sẽ thêm s vào từ is mà không đọc là it. Tiếp này, cái nữa ở trong cái ví dụ trong thời một câu hỏi này có duy nhất một cái từ kéo ấy, cái scissors, nó số nhiều, mình sẽ đọc là không hỏi là what is this mà sẽ là what are they. They are scissors. Yến Trang sẽ chú ý nhá, lưu ý cho cô nha. Rồi cô chào con.